Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự 22 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, lãnh đạo các nước, các đảng và bạn bè quốc tế tiếp tục gửi thư điện chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Trong các điện chúc mừng có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Senchum, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung-suk, Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique, Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi, Chủ tịch Đảng Nuotan Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shikazuo, Chủ tịch Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản Edano Yukio, Chủ tịch Đảng Thay đổi và Cải biến Quốc gia Dominicana Domingo Amparo, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Mexico Pavel Blanco Cabrera, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Canada Pauline Eston và một số đại sứ các nước tại Việt Nam, Liên minh nghị sĩ hữu nghị và cá nhân ở nhiều nước trên thế giới đã gửi thư và điện chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tiếp tục chuyến công tác của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Tuyên Quang, chiều nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng trước sự đổi thay, phát triển toàn diện ở cả đô thị và nông thôn, giúp đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được cải thiện rõ rệt. Văn hóa xã hội, nhất là giảm nghèo bền vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Trong bối cảnh cả thế giới và Việt Nam đang phải gồng gánh vượt qua đại dịch COVID-19, Thủ tướng đánh giá cao những thành quả về kinh tế xã hội mà tỉnh Tuyên Quang đạt được. Đặc biệt trong năm 2020, mức độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh đạt 5,24%, gấp 1,8 lần so với mức bình quân chung của cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thời gian tới, tỉnh cần phát triển kinh tế bền vững, chú trọng công tác quy hoạch, bảo vệ môi trường, nhất là môi trường sống, môi trường xanh. Kinh tế rừng là rất quan trọng đối với sự phát triển ở Tuyên Quang. Tuyên Quang có thế mạnh mà ít nơi có được, đó là tỷ lệ che phủ rừng trên 65%, đứng thứ 3 cả nước. Do đó cần phát huy thế mạnh để trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế lâm nghiệp của cả nước, để người dân có cuộc sống sung túc nhờ phát huy tối đa tài nguyên rừng. Cần tiếp tục đầu tư các cơ sở hạ tầng trọng yếu như giao thông, viễn thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch để thu hút các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, ngành giáo dục cần quan tâm giáo dục tư tưởng, hành động trong việc trồng, bảo vệ rừng vì một Việt Nam xanh, phát triển thành phố Tuyên Quang thành trung tâm kinh tế xã hội của tỉnh Tuyên Quang, phát triển đô thị hai bên bờ sông Lô, tránh manh mún, nhỏ lẻ cùng với phát triển đô thị khác, bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã dâng hương tại đình Tân Trào và khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng nằm trong quần thể khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. Cũng tại tỉnh Tuyên Quang, sáng nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố quyết định công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Tuyên Quang. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đô thị hóa là một nhân tố quan trọng quyết định thành công của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất và phát triển kinh tế xã hội của mỗi vùng và cả nước. Đây là định hướng phát triển quan trọng mà Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng xác định. Vì vậy, việc xây dựng và phát triển thành phố Tuyên Quang, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, quyết tâm khai thác tiềm năng và huy động nguồn lực, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để tập trung xây dựng thành phố Tuyên Quang. Mục tiêu và nhiệm vụ đề ra đó là phát triển hài hòa, đồng bộ giữa kinh tế xã hội với bảo đảm an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường. Sau tỉnh Phú Yên ở ven biển, Tuyên Quang là tỉnh thứ hai và cũng là tỉnh miền núi mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây, thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh. Đánh giá cao tỉnh Tuyên Quang sẽ thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh thông qua việc trồng 67 triệu cây tập trung và 3 triệu cây phân tán trong 5 năm tới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng Tuyên Quang, lá phổi xanh của cả nước sẽ về đích trước trong chương trình này. Tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi cây trồng hôm nay là một ước mơ, niềm tin và hy vọng mà nhân dân vun đắp, gửi gắm đối với Tuyên Quang, vùng đất gắn với cây đa Tân Trào, biểu tượng của sự che chở cách mạng từ những ngày đầu giành chính quyền và lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nay chúng ta trồng cây xanh để thúc đẩy quốc kế dân sinh, cũng là kế tục sự nghiệp làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sau một ngày làm việc, sáng nay tại nhà Quốc hội,
Với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 53. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành các nội dung đề ra. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các ủy ban của Quốc hội căn cứ vào kết luận của phiên họp để hoàn thiện dự thảo hồ sơ, báo cáo trình ký ban hành. Nhấn mạnh chỉ 3 tuần nữa, phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra và sau đó là kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan liên quan chủ động, nghiêm túc, chu đáo chuẩn bị các nội dung để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch trong các hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới. Thưa quý vị, tầm nhìn phát triển đến năm 2030 phải xây dựng khu di tích Hoàng thành Thăng Long là công viên di sản để phát huy giá trị kép của Hoàng thành Thăng Long, vừa bảo tồn vừa phát huy giá trị di sản, di tích để xứng tầm với những giá trị toàn cầu, xứng tầm với truyền thống nghìn năm văn hiến của thủ đô. Đây là yêu cầu của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với các sở ngành tại buổi làm việc với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội vào chiều nay ngày 23 tháng 2. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, những kết quả đạt được trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa trong thời gian qua là chưa tương xứng, chưa khai thác hết tiềm năng. Việc triển khai các dự án còn chậm, dàn trải, chưa đáp ứng mong muốn, kỳ vọng của nhân dân thủ đô và cả nước. Trong các nguyên nhân thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, từ nhận thức của các cấp, các ngành, việc cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, thành phố còn chậm, công tác phối hợp liên ngành chưa tốt. Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị các đơn vị phải tiếp tục quán triệt sâu sắc đầy đủ hơn những chủ trương, quan điểm lớn của Đảng, Nhà nước và thành phố đối với bảo tồn, phát huy giá trị di sản, di tích. Từ đó xác định quyết tâm và trách nhiệm, không chỉ thực hiện bằng năng lực, trình độ mà bằng cả tâm huyết, trách nhiệm để phát huy được các giá trị lịch sử, văn hóa to lớn của các khu di sản, di tích. Chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng Bộ Y tế, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 27 tháng 2 năm 1955, ngày 27 tháng 2 năm 2021. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, các cán bộ, thầy thuốc ngành y tế đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội của đất nước và góp phần vào thành công của Đại hội 13 của Đảng. Đồng thời, đề nghị ngành y tế tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các quan điểm cơ bản, nhiệm vụ và giải pháp mà Đảng và Nhà nước đã đề ra cho lĩnh vực y tế. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, biểu dương đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến to lớn của ngành y tế và gửi lời chúc tốt đẹp nhất cùng sự tri ân sâu sắc tới các cán bộ ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quy mô lớn, tốc độ nhanh chưa từng có, với những đột phá về công nghệ. Các nước đều chú trọng xây dựng thực thi chiến lược nhằm tận dụng thành tựu và ứng phó với những thách thức của cuộc cách mạng công nghệ mới này. Nhận thức rõ điều đó, Nghị quyết Đại hội 13 đã nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển đất nước, coi đây là động lực thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện. Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo từ năm 1986 đến nay là một công trình sáng tạo vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân ta. Đó là quá trình sáng tạo liên tục nhằm xóa bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Đổi mới thì phải ưu tiên bắt đầu từ tư duy, rồi đổi mới là phải kinh tế phải đi trước một bước, chính trị phải làm thận trọng và vững chắc. Những cái định hướng ấy tôi nói là rất là đúng. Và cần phải hiểu rằng đổi mới nó là một quá trình mang tính quy luật khách quan. Những thành tựu của đất nước 35 năm đổi mới là hết sức to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, bối cảnh cách mạng 4.0 với tốc độ thay đổi nhanh chóng buộc Việt Nam phải thích nghi, hành động mạnh mẽ hơn. Trong đó, đổi mới sáng tạo được coi là động lực thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện,
đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Nghị quyết Đại hội 13 cũng đã đặt nhấn rất mạnh đến vấn đề là đổi mới, là sáng tạo, là phát huy mọi cái nguồn lực mà chính là cái nguồn lực lâu nay chúng ta chưa khai thác được, đó chính là nguồn lực về trí tuệ của con người Việt Nam. Đấy, cho nên là tôi cho đây là một cái điểm nhấn rất quan trọng. Thực tế, đổi mới sáng tạo cần phải được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, chú trọng xây dựng môi trường thể chế thuận lợi, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy hạ tầng viễn thông, ưu tiên thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong phát triển công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản trị. Từng bước hình thành kinh tế số, xã hội số, chính phủ số, tạo ra những giá trị mới và sức mạnh tổng hợp mới của đất nước. Đổi mới sáng tạo khơi dậy được sức mạnh văn hóa, sức mạnh và giá trị con người Việt Nam ấy. Đặc biệt là chúng ta tranh thủ được các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ấy, thì mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao là mục tiêu khả thi. Trong đổi mới có sáng tạo, sáng tạo gắn liền với đổi mới. Động lực đổi mới sáng tạo nhất định sẽ đưa đất nước ta đi đến phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện khát vọng cháy bỏng của toàn dân tộc là sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Tiêm vaccine COVID-19 không có nghĩa sẽ là bỏ khẩu trang phòng dịch. Đây là khuyến cáo của các chuyên gia tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào sáng nay, trong bối cảnh Việt Nam sẽ nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên và sẽ tiêm phòng cho các nhóm đối tượng ưu tiên. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Vaccine AstraZeneca đang được nhập về Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO tiền thẩm định chất lượng. Về nguyên tắc, các loại vaccine khi về Việt Nam đều được thử nghiệm đánh giá an toàn. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì đây là tình huống khẩn cấp, nên Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị để tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên, đối tượng nguy cơ theo đúng kế hoạch. Hiện theo cái khẩn cấp và chúng ta đã phối hợp giữa các cục, chúng ta vẫn thiết kế tiêm cho đối tượng ưu tiên theo cái kế hoạch. Và bên cạnh đó thì đấy là Cục Dự phòng làm, Cục Dược là cấp giấy phép và Cục Đào tạo người ta cũng có vẫn tiêm cho đối tượng nguy cơ đó, nhưng người ta thiết kế để làm sao theo dõi và vẫn đánh giá được. Chứ không phải là tiêm ồ ạt ra mà không theo dõi. Và đấy là cái cách làm khôn ngoan, chúng ta vừa chống dịch được mà chúng ta vừa kiểm soát được độ an toàn để làm sao tiêm một cái vaccine mà có hiệu quả và cái an toàn nhất cho người dân. Tuy nhiên, ở những nước đã tiêm vaccine COVID-19 trên diện rộng như Israel, hiện vẫn khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp khử khuẩn và giữ khoảng cách. Các thành viên ban chỉ đạo khẳng định, chính phủ cũng đang chỉ đạo để triển khai vaccine COVID-19 sản xuất trong nước. Theo đó sẽ rút ngắn các thủ tục hành chính, nhưng vẫn bảo đảm các khâu an toàn và hiệu quả trong sản xuất, phát triển vaccine. Đối với vaccine từ nguồn COVAX, dự kiến cuối quý 1 đầu quý 2 năm 2021 sẽ có 4,8 triệu liều đầu tiên về Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, chiến lược vaccine vẫn phải là chiến lược quan trọng của chúng ta để chủ động chống dịch. Việt Nam đã nỗ lực hết sức để sớm có vaccine COVID-19, nhưng không thể có ngay một lúc số lượng vaccine để cung cấp đủ cho người dân. Do vậy, vaccine phải được phân phối theo các đối tượng ưu tiên. Ngày hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch về việc triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 để góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương yêu cầu công tác lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu xét nghiệm phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn sinh học, bảo đảm công tác lấy mẫu và xét nghiệm theo đúng tiến độ, bảo đảm 100% các trường hợp có nguy cơ cao nhiễm COVID-19 được xét nghiệm sàng lọc. Dựa trên tình hình thực tế của địa phương, phân thành các nhóm cần xét nghiệm, lấy mẫu bắt buộc để đáp ứng xử lý ngay ổ dịch, đánh giá nguy cơ và nhận định tình hình dịch để đáp ứng phòng chống dịch theo tình hình thực tiễn chống dịch của địa phương. Sáng nay, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng đã có văn bản về việc dừng hoạt động vận tải hành khách du lịch, xe buýt và xe taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng để phòng dịch COVID-19.
tạm đình chỉ các hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô, phương tiện thủy nội địa, xe taxi vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố. Đồng thời, vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt cũng bị tạm dừng, dừng 70% số đầu xe các hãng taxi trên địa bàn. Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng cũng đề nghị công an thành phố phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sáng nay, quận Ba Đình và huyện Quốc Oai là hai điểm đầu tiên được tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho tất cả các thanh niên trúng tuyển và ngày mai sẽ xét nghiệm các quận huyện còn lại nhằm bảo đảm 100% sức khỏe cho thanh niên trong lễ nhận quân của thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 2 tới. Năm 2021, thành phố Hà Nội được giao nhiệm vụ tuyển chọn và gọi hơn 4.000 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, trước lễ giao quân 2 ngày, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức xét nghiệm cho tất cả thanh niên trúng tuyển và bảo lưu kết quả xét nghiệm cho đến khi về đơn vị mới. Trong đó, quận Ba Đình là 75 thanh niên, huyện Quốc Oai hơn 100 thanh niên. Chúng tôi cũng đã tham mưu và chỉ đạo ngành y tế phối hợp với Đại Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của các quận, huyện, thị xã tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm COVID-19, 100% các tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Và chúng tôi sẽ có kết quả âm tính trước 2 ngày trước khi giao quân, tức là ngày 25 tháng 2 là sẽ có kết quả. Và khi bàn giao các tân binh cho các đơn vị quân đội nhận quân thì chúng tôi sẽ bàn giao luôn kết quả xét nghiệm để bảo đảm là các đồng chí tân binh và tất cả các đơn vị quân đội sẽ có sức khỏe tốt nhất, không để dịch bệnh lây lan vào các đơn vị quân đội. Tính đến ngày 23 tháng 2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Hà Nội đã phát lệnh nhập ngũ đến 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ năm nay. Năm 2021, tỷ lệ công dân chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ của Hà Nội đạt 100%. Công dân đạt sức khỏe đủ điều kiện nhập ngũ là 68,9%. Công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 43%, 30% viết đơn tình nguyện. Em thì đã trải qua quá trình 5 năm học đại học và em vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình học đại học. Và sau khi tốt nghiệp thì em đã viết đơn tình nguyện để tham gia nhập ngũ. Với trách nhiệm của một đảng viên mới khi bước chân vào quân ngũ thì cái đầu tiên là cái trách nhiệm của đảng viên là phải tiên phong, gương mẫu. Và hai là đây là cái trách nhiệm của mỗi công dân cần phải đem tri thức, sức khỏe để cống hiến và bảo vệ, xây dựng Tổ quốc. Điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm 2021 là công tác chính sách hậu phương quân đội. Nhằm động viên tinh thần công dân lên đường nhập ngũ, các địa phương đã đặc biệt quan tâm, trao tặng hàng nghìn suất quà, hơn 400 sổ tiết kiệm cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Lễ giao nhận quân tại các địa phương trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra trong vòng 20 phút, tổ chức ngắn gọn, không có phần hội, phần lễ và hạn chế tham gia tiễn người thân để tránh tụ tập đông người, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2021, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế của thành phố Đà Nẵng đã sớm triển khai các chương trình tập huấn cho đội ngũ điều tra viên nhằm thu lại kết quả chính xác nhất, phục vụ cho hoạch định chính sách của Đảng và chính quyền địa phương. Năm 2021, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng huy động 200 điều tra viên để công tác điều tra được tiến hành hiệu quả. Đội ngũ điều tra viên được tập huấn kỹ quy trình thu thập thông tin trên cơ sở đúng đối tượng, đầy đủ, không trùng lặp, không bỏ sót. Trong đó, công nghệ thông tin được ứng dụng triệt để trong các công đoạn. Cái tốc độ truy xuất và cũng như là cái cách thức mà doanh nghiệp mà vào cái khai thông tin nhé, là nó rất là nhanh chóng, kịp thời và nó đáp ứng được nhiều chỉ tiêu của kinh tế xã hội. Đây là cuộc tổng điều tra kinh tế toàn diện về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đảng, các đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Khối lượng công việc lớn. Vì vậy, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế của thành phố Đà Nẵng đưa ra lộ trình cho từng nội dung cụ thể. Đối với doanh nghiệp, hiệp hội, Cục Thống kê thành phố phấn đấu hoàn thành trước 20 ngày theo quy định của Trung ương. Thì điều tra viên là ban chỉ đạo bộ báo cáo tổng kết và có cái chuyên đề. Việc cố gắng hoàn thành sớm để mà cái thời gian còn lại chúng tôi sẽ tính toán để mà kiểm tra cái độ chính xác của các cái loại phiếu bằng web form hoặc là phiếu điện tử, là cái công tác kiểm tra giám sát phải đặt lên hàng đầu để đem lại cái chất lượng của cuộc điều tra.
toàn thành phố Đà Nẵng đã thành lập 64 ban chỉ đạo và 8 tổ thường trực các cấp. Trong đợt điều tra năm nay, Đà Nẵng sẽ điều tra 80.000 đơn vị kinh doanh cá thể, 29.000 doanh nghiệp. Thời gian công bố kết quả vào tháng 12 năm 2021, kết quả chính thức vào tháng 2 năm 2022. Cũng tại Đà Nẵng, chiều nay tại trụ sở Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghệ Đà Nẵng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án đầu tư, trong đó có 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đến từ 2 thị trường trọng điểm thu hút đầu tư của thành phố. 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm dự án nhà máy sản xuất vật liệu bán dẫn United States Enterprise của nhà đầu tư đến từ Hoa Kỳ với vốn đầu tư 110 triệu đô la Mỹ, Trung tâm nghiên cứu phát triển sản xuất Fujikin Đà Nẵng của công ty trách nhiệm hữu hạn Fujikin International Nhật Bản với vốn đầu tư 35 triệu đô la Mỹ và khu công nghệ cao. Đồng thời trao một chủ trương nghiên cứu đầu tư cho Erevo Hoa Kỳ để đầu tư dự án nhà máy sản xuất máy in 3D với tổng vốn đầu tư là 135 triệu đô la Mỹ. Đây là những dự án sản xuất và nghiên cứu các sản phẩm công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại tiên tiến. Sau khi các dự án được triển khai, sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương về việc đề nghị xem xét đưa các dự án điện tỉnh Bình Thuận vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2045. Theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Bình Thuận được quy hoạch đầu tư 2 trung tâm điện lực lớn là Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ và hệ thống truyền tải giải phóng công suất của các nguồn cung điện trên địa bàn. Các dự án điện đề xuất bổ sung vào quy hoạch điện 8 như sau. Dự án điện khí LNG Mũi Cây Gà, công suất đề xuất 3.600 MW. 15 dự án điện mặt trời với tổng công suất 759 MW. 11 dự án điện gió gồm có 3 dự án trên đất liền, 8 dự án ngoài khơi với tổng công suất dự kiến 22.342 MW. Đến nay, tỉnh Bình Thuận có 42 nhà máy điện đang hoạt động phát điện với tổng công suất 6.225 MW. Sản lượng điện thiết kế của những nhà máy điện trên địa bàn tỉnh khoảng hơn 31 tỷ kWh một năm. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức quốc tế qua phần trình bày của biên tập viên Thanh Quyên. Xin mời chị Thanh Quyên. Vâng, xin cảm ơn chị Thanh Hương. Xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin GMT Cộng 7. Những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây. CDC Mỹ khuyến nghị cách khắc phục phản ứng phụ của vaccine ngừa COVID-19. Sự cố động cơ máy bay Boeing 777 là do giảm độ bền kim loại. Nước Mỹ mắt xích quan trọng trong cuộc chiến bảo vệ hành tinh xanh. Thưa quý vị, Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 của Thái Lan vừa gia hạn sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp cho đến cuối tháng 3 tới. Ngoài ra, chính phủ nước này đồng thời cho phép nới lỏng một số biện pháp hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Sắc lệnh này được ban bố từ tháng 3 năm ngoái và đã được gia hạn nhiều lần. Theo đó, sẽ cho phép chính phủ thực thi các biện pháp cách ly bắt buộc và phối hợp các kế hoạch kiểm soát dịch bệnh mà không cần sự phê chuẩn của nhiều cơ quan khác nhau. Việc nới lỏng các biện pháp hạn chế cũng sẽ được áp dụng cho tất cả các tỉnh, ngoại trừ Samutsakhon, nơi là tâm điểm của đợt bùng phát COVID-19 thứ hai ở Thái Lan. Các nhà lãnh đạo cũng đã đồng ý cho phép bán đồ uống có cồn tại các nhà hàng ở các thành phố cho đến 11 giờ đêm, bao gồm cả thủ đô Bangkok. Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Lan ghi nhận thêm 89 ca nhiễm mới, nâng tổng số các ca bệnh được xác nhận ở nước này lên hơn 25.000 trường hợp. Mới đây, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ đã đưa ra các khuyến nghị về việc khắc phục phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, việc gặp các phản ứng phụ là bình thường mà người tiêm vaccine có thể gặp phải. Trong tình huống gặp phải các phản ứng phụ, CDC Mỹ khuyến nghị người dân có thể uống thuốc giảm đau không kê đơn sau khi tiêm để giảm bớt khó chịu. Tuy nhiên nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc. Đồng thời, người tiêm vaccine cần lưu ý không dùng thuốc giảm đau trước khi tiêm vì sẽ làm giảm phản ứng của hệ miễn dịch. CDC Mỹ cũng gợi ý nhiều cách giúp giảm tác dụng phụ của vaccine như đặt khăn ướt và lạnh tại vết tiêm để giảm đau hoặc uống nhiều nước khi sốt, mặc quần áo mỏng để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn.
Mới đây, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Nga vừa ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý thiên tai. Thỏa thuận nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng và ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong khu vực ASEAN trong bối cảnh quy mô và tần suất thiên tai ngày càng gia tăng. Thỏa thuận được ký kết bởi Tổng thư ký ASEAN và Bộ trưởng các vấn đề quốc phòng toàn dân, tình trạng khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai của Nga. Việc ký kết thỏa thuận này mở ra các cơ hội hợp tác sâu rộng giữa ASEAN và Nga trong các lĩnh vực quan trọng như cảnh báo và giám sát rủi ro, trao đổi công nghệ tiên tiến, đào tạo chuyên gia, hỗ trợ ứng phó với các tình huống thiên tai khẩn cấp. Thỏa thuận đánh dấu một mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga trong năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Nga và kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Nga. Thưa quý vị, một trong những nguyên nhân khiến cho mức độ tàn phá của các thảm họa thiên nhiên ngày càng khốc liệt là tình trạng biến đổi khí hậu. Và việc Mỹ chính thức tham gia trở lại thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu được cộng đồng quốc tế hoan nghênh, với kỳ vọng nền kinh tế hàng đầu thế giới này đóng vai trò dẫn dắt trong cuộc chiến bảo vệ hành tinh xanh. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới chung tay hành động để đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050, một mục tiêu đầy tham vọng, song có thể thực hiện được nếu có sự đồng lòng. Nhà lãnh đạo tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này đã hoan nghênh việc Mỹ trở lại với nỗ lực chung chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Sự vắng mặt của Mỹ trong 4 năm qua đã tạo lỗ hổng trong thỏa thuận Paris, có thể ví như tình trạng một mắt xích thiếu làm suy yếu toàn bộ. Việc chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa Mỹ gia nhập trở lại thỏa thuận Paris là tin tốt với nước Mỹ và với cả thế giới. Sự trở lại của Mỹ cùng với các thành viên nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 được cho là sẽ có vai trò quyết định trong thực hiện 3 mục tiêu chính trong chống biến đổi khí hậu, gồm tầm nhìn dài hạn, thập kỷ chuyển đổi và hành động khí hậu khẩn cấp, tạo ra một liên minh toàn cầu thật sự để trung hòa khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050 cũng là mục tiêu ưu tiên của Liên Hợp Quốc. Được coi là một thành tựu lịch sử, song thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu đã gặp không ít thách thức khi những cam kết đưa ra đến nay vẫn bị xem là chưa đủ sức nặng, trong khi nhiều cam kết còn chưa được thực hiện. 6 năm trôi qua, kể từ năm 2015, thời điểm các nước đàm phán và ký thỏa thuận, thế giới liên tục chứng kiến những tai họa thảm khốc do thiên nhiên giáng xuống. Đây cũng là thời gian mà nhiệt độ trái đất nóng nhất trong lịch sử và mức khí thải carbon dioxide tăng cao kỷ lục. Nếu không có thay đổi, nhân loại có thể phải đối mặt mức tăng nhiệt độ lên hơn 30 độ C trong thế kỷ này. Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc đang được chuẩn bị tổ chức tại Scotland, Vương quốc Anh vào tháng 11 tới sẽ là một cơ hội quan trọng để thế giới đưa ra những hành động cụ thể, những quyết định mang tính đột phá và mạnh mẽ hơn nữa vì tương lai của con người và hành tinh. Nhiều quốc gia và tổ chức bày tỏ mong muốn hợp tác với Mỹ để thúc đẩy lộ trình thực hiện các mục tiêu khí hậu. Chính phủ Nhật Bản tuyên bố muốn cùng với Mỹ tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến, thiết lập các quy tắc quốc tế và hợp tác hướng tới việc thực hiện trung hòa carbon trong nhóm các nước ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Nga hy vọng thúc đẩy hợp tác với Mỹ trong khuôn khổ Hội đồng Bắc Cực. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây cũng chia sẻ rằng NATO có thể đóng một vai trò lớn hơn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. NATO sẽ gắn vấn đề này trong các kế hoạch của liên minh, phù hợp khả năng của các lực lượng vũ trang và hạn chế khí thải quân sự. Để thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu, Tổng thống Joe Biden đã có một loạt động thái đưa nước Mỹ trở lại quỹ đạo nỗ lực chung của toàn cầu. Ông đã ký các sắc lệnh hành pháp nhằm giảm khai thác và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, thay vào đó là các chính sách hướng tới năng lượng tái tạo. Ông cũng cam kết đến năm 2030 tăng gấp 2 lần sản lượng điện gió ngoài khơi. Các sắc lệnh còn đề cập kế hoạch đầu tư hạ tầng cơ sở trị giá gần 2.000 tỷ đô la, coi đây là nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiến tạo hàng triệu việc làm trong tương lai. Nước Mỹ đang nỗ lực khắc phục hậu quả do bão mùa đông gây ra. Để hạn chế những thiệt hại mà thảm họa thiên nhiên gây ra cho con người, các hành động thiết thực bảo vệ môi trường là việc làm cấp bách và cần sự đoàn kết, chung sức của toàn thế giới. Trong đó, Mỹ là một mắt xích quan trọng trong liên minh toàn cầu chống biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, mới đây, Giám đốc Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ thông báo đánh giá sơ bộ về vụ cháy động cơ máy bay Boeing 777-200 của hãng hàng không United Airlines xảy ra vào ngày 20 tháng 2.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết hiện tượng kim loại giảm độ bền là nguyên nhân khiến cho cánh quạt trong động cơ PVK-4000 bị hỏng. Hiện cánh quạt của động cơ máy bay Boeing 777 gặp sự cố của United Airlines đang được chuyển tới phòng thí nghiệm của hãng sản xuất động cơ máy bay Pratt & Whitney để tiếp tục kiểm tra. Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết thêm chưa rõ liệu sự cố vừa qua của động cơ này có tương tự như sự cố động cơ của một máy bay khác cũng của hãng này thực hiện chuyến bay hồi tháng 2 năm 2018 hay không. Cơ quan này nhấn mạnh về việc đánh giá chính xác thực tế môi trường và điều kiện xung quanh một sự việc cụ thể trước khi so sánh với các sự việc khác. Các nguồn tin chính phủ và ngành công nghiệp Ấn Độ sẽ dự kiến thông qua hàng chục dự án đầu tư của Trung Quốc. Trong số này có các đề xuất từ hai nhà sản xuất ô tô là Great Wall Motor và SAIC Motor. Ấn Độ cho biết có thể thông qua 45 dự án đầu tư từ Trung Quốc. Phần lớn đề xuất được phê duyệt nằm trong lĩnh vực sản xuất, bao gồm cả ngành điện tử, hóa chất và dệt may, được coi là các ngành không nhạy cảm với an ninh quốc gia của Ấn Độ. Những đề xuất trong nhóm không nhạy cảm sẽ được New Delhi phê chuẩn nhanh hơn, trong khi các lĩnh vực nhạy cảm như dữ liệu và tài chính có thể mất nhiều thời gian xem xét. Hiện có khoảng 150 dự án đầu tư từ Trung Quốc trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ đang bị mắc kẹt. Sự thay đổi trong lập trường của chính phủ Ấn Độ diễn ra sau khi tình hình biên giới được cải thiện. Ngày 21 tháng 2, đại diện Ấn Độ và Trung Quốc đều cho biết các binh sĩ của hai nước đối đầu trực tiếp tại khu vực biên giới đã rút lui. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA vừa công bố video tàu thăm dò Perseverance hạ cánh trên sao Hỏa và những âm thanh đầu tiên thu được từ hành tinh đỏ. Tàu thăm dò này đã được hạ cánh vào ngày 18 tháng 2 sau hành trình dài 482 triệu km từ trái đất để bắt đầu sứ mệnh nghiên cứu dấu hiệu sự sống trên sao Hỏa. Đoạn video dài 3 phút 25 giây ghi lại quá trình tàu Perseverance đáp xuống bề mặt hành tinh đỏ. NASA cho biết đây là lần đầu tiên đơn vị này thu được cảnh tàu thám hiểm đáp xuống bề mặt sao Hỏa. Đoạn video cũng là hình ảnh gần nhất con người có thể thu được về quá trình tiếp đất trên sao Hỏa mà không cần đến đồ bảo hộ chống áp lực. Ngoài ra, micro của tàu thám hiểm này thu được một đoạn âm thanh dài 60 giây, trong đó có 10 giây ghi lại tiếng gió thổi mạnh trên bề mặt sao Hỏa. Tàu thăm dò Perseverance được phóng từ cuối tháng 7 năm ngoái và đáp xuống sao Hỏa hôm 19 tháng 2 vừa qua. Nhiệm vụ chủ yếu của tàu thăm dò là tìm kiếm sự sống có thể đã tồn tại trên hành tinh này. Trong tương lai, Perseverance sẽ tiến hành thu thập 30 mẫu đất và đá vào các ống bảo vệ để gửi về trái đất trong thập niên 2030. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.